Rồi nay em gửi hàng cho anh Lập thôi. Anh Lập ở xã Đức Lập hả, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Này, bộ dao pet 1/2 của anh nha. Rồi em tháo ra em kiểm tra trước khi giao cho anh ha. Này. Nó làm gì dội dữ vậy? Pet 1/2 của Hàn Quốc. Kiểm tra từng con dao cho anh nha. Nó có đủ 1, 2, 3, 4 lưỡi dao không? 1, 2, 3, 4 lưỡi dao không? Rồi anh kiểm tra cái lưỡi, từng cái lưỡi dao cho anh. Lưỡi này là ok, đúng không? Thấy không? Ờ, một con. Hai con. Ở đây thấy rõ nhất rồi. Rồi giờ anh đóng hàng luôn cho anh. Chụp dầu cho nó không có sét đâu. Đúng rồi, chết rồi, chết đấy. Đó. Rồi, màu lại đó rồi, đúng rồi. 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 Đúng